đoàn kết, mưu trí, sáng tạo, dũng cảm, kiên cường, quyết chiến, quyết thắng là 14 chữ vàng của Trung đoàn 174, Sư đoàn 316 thuộc Bộ Tư lệnh Quân khu 2. Với truyền thống đánh giặc hào hùng, Trung đoàn 174 là một trong những đơn vị anh hùng góp phần làm nên chiến thắng Điện Biên Phủ vẻ vang, lừng lẫy Nam Châu, chấn động địa cầu. Được thành lập vào ngày 19 tháng 8 năm 1949 tại xã Đức Long, huyện Hạ Hòa, tỉnh Cao Bằng. Trung đoàn 174 tiền thân là một tiểu đoàn của 3 trung đoàn 74 Cao Bằng, trung đoàn 28 Lạng Sơn và trung đoàn 72 Bắc Cạn. Qua hơn 60 năm thành lập và phát triển, đến nay, Trung đoàn 174 luôn đoàn kết, gắn bó, tự lực, tự cường, khắc phục mọi khó khăn thiếu thốn, ra sức phấn đấu xây dựng trung đoàn ngày một vững mạnh, xứng đáng với truyền thống đơn vị anh hùng. Về đây đồng đội ơi, người chiến sĩ sư đoàn Hà Giang đã ngưng chiến trận. Về đây đồng đội ơi, những chiến hữu đơn vị bạn, đài hương 468 ta hội quân. Hãy về đồng đội ơi, còn nằm khe đá hay thung sâu, về đây có nhau nhớ nguyện ước chiến hào, được hòa cùng bầy tre thơ bên sông Lô hát yên bình, quân dân nồng ấm nghĩa tình. Hãy về đồng đội ơi, người lính chiến mãi đôi mươi, về đây điếu thuốc lào. Đốt đa cục trong nghiêm. Thay mặt ban tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ, mùng 6 tháng 9 năm 1982, mùng 6 tháng 9 năm 2017, chúng tôi xin trân trọng kính mời đồng chí Thức, xã Hồng Phong, xã Quảng Bị, đồng chí Hùng, xã Hồng Phong, đồng chí Đàm, xã Đông Phương Yên, thay mặt ban tổ chức lên thắp nhang tượng đài, xin kính mời ba đồng chí. Hương hồn các anh hùng liệt sĩ, hôm nay nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ, mùng 6 tháng 9 năm 1982, mùng 6 tháng 9 năm 2017, Hội đồng ngũ sư đoàn 316 khu vực huyện Chương Mỹ kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ, chúng tôi có vòng hoa thẻ nhang đến kính viếng hương hồn các anh hùng liệt sĩ để tỏ lòng tri ân với các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh chiến đấu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ tổ quốc. Đề nghị các đồng chí một phút mặc niệm, bắt đầu. Thank you.
của hội cựu chiến binh xã Quảng Bình lên biểu diễn chúc mừng buổi lễ. Xin kính mời đồng văn nghệ để chúng ta nhiệt liệt chào mừng. Vâng, xin kính mời đồng văn nghệ. Lời đầu tiên cho phép đội văn nghệ chiến binh xã Quảng Bình xin được gửi tới về lời kính chúc toàn thể các quý vị đại biểu khách và các đồng chí lãnh đạo địa phương và toàn thể các đồng chí cựu chiến binh hội đồng ngũ tháng 3 năm 1982 huyện Chương Mỹ và các huyện phụ cận mạnh khỏe đoàn kết luôn là những tấm gương phát huy tốt bản chất truyền thống anh bộ đội cụ Hồ và chúc buổi họp mặt thân mật kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ của các đồng chí ngày hôm nay được thành công tốt đẹp. Kính thưa các quý vị đại biểu khách, kính thưa các đồng chí đại biểu đại diện cho lãnh đạo địa phương, kính thưa các đồng chí cựu chiến binh trong ban liên lạc hội đồng ngũ tháng 3 năm 1982 huyện Chương Mỹ và các huyện phụ cận. Mở đầu cho chương trình văn nghệ ngày hôm nay, xin kính mời các quý vị đại biểu khách cùng các đồng chí cựu chiến binh thưởng thức các tiết mục khách đến chơi nhà theo làn điệu quan họ do Thúy Huệ trình bày. Xin mời các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí được thưởng thức. Thank you.
mời các quý vị đại biểu cùng thưởng thức bài Lâm anh em trên một chiếc xe tăng, như lâm bông hoa nở cùng một hồi, như lâm ngón tay trên một bàn tay. Đó là những câu hát trong bài hát Lâm anh em trên một chiếc xe tăng, dàn và lời của Doãn Nho do đội văn nghệ của cựu chiến binh xã Quảng Bình thể hiện. Xin kính mời các quý vị được thưởng thức. Oh.
Vâng, lần đầu tiên chúng tôi xin được trân trọng gửi tới các vị đại biểu khách một vài các đồng chí cũng được chào trân trọng và lời kính chúc sức khỏe, chúc buổi lễ của anh em thành công tốt đẹp. Vâng, và cũng là rất vui hôm nay được về dự cái buổi lễ kỷ niệm 50 năm ngày gặp mặt của những chiến sĩ hôm nay. Và sau đây xin được gửi tới các bác các chú các anh hành ca khúc được mang tên Hát về quê hương hôm nay. Thank you.
những người lính mùa xuân ấy ra đi từ đấy chưa về, là những câu hát bất hủ trong bài hát Màu Hoa Đỏ sáng tác Thuận Hiền do Thảo Mê thể hiện bản tốt Lữ Múa Phù Hoàng. Xin kính mời các vị thưởng thức. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Thank you.
nhập ngũ của các đồng chí hội đồng ngũ cựu chiến binh ngày hôm nay, xin kính mời các quý vị đại biểu khách cùng các đồng chí cựu chiến binh thưởng thức bài Bát Mãi Khúc Quân Hành do đội văn nghệ hội cựu chiến binh thể hiện.
giới thiệu và kính mời tất cả các vị đại biểu khách, các đồng chí, các thân nhân của các đồng chí anh hùng liệt sĩ, các đồng chí cựu chiến binh sư đoàn 36 khu vực huyện Chương Mỹ hướng lên khu vực sân khấu để xem một thước phim tư liệu quá trình phát triển và hình thành của sư đoàn 36 và đặc biệt là chiến dịch MB84 Vị Xuyên Hà Giang. Xin kính mời các vị đại biểu các đồng chí đón xem. Nên cách đây hơn 30 năm, chỉ toàn là máu và nước mắt. Ngày 26 tháng 3 năm 1984, trong khi quân tình nguyện Việt Nam cùng lực lượng vũ trang cách mạng Campuchia bắt đầu mở đợt hoạt động lớn truy quét toàn quân Khmer Đỏ, thì ở khu vực biên giới Việt Trung, Trung Quốc cũng giáo diết chuẩn bị cho chiến dịch tiến công lấn chiếm lãnh thổ Việt Nam. Trên tuyến biên giới thuộc tỉnh Hà Tuyên, nay là Hà Giang, Trung Quốc tập trung 4 sư đoàn bộ binh, 1 sư đoàn pháo binh của Đại quân khu Côn Minh trên thê đội 1, áp sát hướng Vị Xuyên, Yên Minh. Từ ngày 2 tháng 4 đến ngày 27 tháng 4 năm 1984, Trung Quốc tiến hành một đợt bắn phá lớn trên toàn tuyến 6 tỉnh biên giới với trên 28.000 viên đạn pháo. Riêng Hà Giang phải chịu hơn 11.000 viên đạn pháo. Ngay cả thị xã Hà Giang, nằm sâu trong nội địa 18 km cũng bị bắn phá. 5 giờ sáng ngày 28 tháng 4 năm 1984, trên hướng Vị Xuyên, quân Trung Quốc được 12.000 viên đạn pháo chi viện tấn công vào các trận địa phòng ngự của ta ở phía tây sông Lô. Do tương quan lực lượng chênh lệch, đến hết ngày 30 tháng 4 năm 1984, Trung Quốc chiếm được các điểm tựa 1509, 772, 685, Bình Độ 300, 400, 226, 223. Trung đoàn 122 sư đoàn 313 của ta bị tổn thất, phải lùi xuống các vị trí thấp hơn để tiếp tục chiến đấu. Quân ta sau khi củng cố lực lượng đã tổ chức phản kích nhằm chiếm lại các điểm cao đã mất. Phía Trung Quốc sử dụng chiến thuật biển người, có khi quân ta phải chiến đấu với tương quan lực lượng 1 đánh 5, đánh 6, thậm chí là 7. Chỉ trong một ngày 12 tháng 7 năm 1984, gần 600 chiến sĩ của sư đoàn 356 đã hy sinh trong trận đánh chiếm điểm cao 772 thuộc xã Thanh Thủy, huyện Vị Xuyên, tỉnh Hà Giang trong cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc. Mất mát quá lớn, những cựu binh sư đoàn 356 đã lấy ngày 12 tháng 7 hàng năm làm ngày giỗ sư đoàn để tri ân những chiến sĩ đã hy sinh trong trận đánh. Không ai ngăn được cảm xúc, nước mắt cứ chảy tràn nơi khóe mắt, thấm xuống từng ngôi mộ. 31 năm đã đi qua, nhiều người lính vẫn nằm lại trên những khe núi, thung sâu, những đồi thịt băm, những thung lũng gọi hồn, những lò vôi thế kỷ nay đã hồi sinh trong màu xanh của cây lá như lời thề, sống bám đá, chết hóa đá, thành bất tử. Chiến tranh đã đi qua, những năm tháng đau thương chìm trong khói lửa đã lùi vào dĩ vãng. Độc lập, tự do, hạnh phúc mà hôm nay chúng ta có được xây lên, được đánh đổi bởi xương máu của lớp lớp cha anh thế hệ đi trước. Con người sống là để hướng đến tương lai, nhưng không được phép quên quá khứ. Chúng ta không được phép quên những người đã nằm xuống quyết tử để tổ quốc quyết sinh. Một tháng 7 nữa lại đến, chúng tôi, những thế hệ đi sau xin được một thắp một nén hương, tri ân những người đã ngã xuống cho tổ quốc ngày hôm nay yên bình, độc lập. Các đồng chí còn đang ở ngoài hội trường, đề nghị các đồng chí vào trong hội trường cho để buổi lễ bắt đầu làm việc. Một lần nữa, thay mặt ban tổ chức tôi đề nghị các đồng chí hiện nay còn bên ngoài phía khu vực hội trường, đề nghị các đồng chí vào trong khu vực hội trường để nội dung chính của buổi lễ bắt đầu làm việc. Xin kính mời các vị khách quý, các thân nhân của các anh hùng liệt sĩ, các đồng chí hội cựu chiến binh sư đoàn 36 khu vực huyện Chương Mỹ đứng dậy làm lễ chào cờ. Oh,
vì sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Đề nghị một phút mặc niệm bắt đầu. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các thân nhân của các anh hùng liệt sĩ, thưa toàn thể các đồng chí, hòa chung với khí thế tưng bừng phấn khởi của cả nước mừng 72 năm cách mạng tháng 8 và quốc khánh mùng 2 tháng 9, hôm nay được sự nhất trí của ban thường vụ Hội Cựu chiến binh huyện Trương Mỹ, Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban mặt trận Tổ quốc xã Quảng Bình cho phép ban liên lạc Hội đồng ngũ tháng 9 năm 1982 khu vực huyện Trương Mỹ tổ chức lễ kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ mùng 9, mùng 6 tháng 9 năm 1982, mùng 6 tháng 9 năm 2017. Về dự và chúc mừng với buổi lễ, tôi xin trân trọng giới thiệu ở huyện có đồng chí Nguyễn Đắc Huấn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trương Mỹ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về phía chính quyền địa phương xã Quảng Bình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu có các đồng chí Đào Kim Khánh, Bí thư Đảng ủy, đồng chí Trịnh Đăng Minh, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, đồng chí Vũ Văn Mạnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã, đồng chí Nguyễn Hải Nhất, Thường trực Hội đồng nhân dân xã và các đồng chí Ủy ban nhân dân xã, các ban ngành đoàn thể của xã và Hội văn nghệ xã Quảng Bình, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Về phía lãnh đạo chỉ huy sư đoàn 36, qua các thời kỳ, thay mặt ban tổ chức tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí trung tướng Nguyễn Hữu Hải, nguyên phó tổng tham mưu trưởng quân đội nhân dân Việt Nam, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 36, phó ban liên lạc toàn quốc mặt trận MB84 Vị Xuyên, Hà Giang, trưởng ban liên lạc sư đoàn 36 khu vực Hà Nội qua các thời kỳ, đề nghị chúng ta nhiệt liệt cảm ơn. Thay mặt ban tổ chức, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu có đồng chí Đào Văn Thu, nguyên tham trưởng sư đoàn 36, nguyên trung đoàn trưởng trung đoàn 174, phó ban liên lạc thường trực sư đoàn 36 khu vực Hà Nội, trưởng ban liên lạc
E174 khu vực Hà Nội đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Chúng ta vui mừng được đón tiếp đồng chí đại úy Phạm Minh Chiến, nguyên tiểu đoàn trưởng tiểu đoàn 2, và các đồng chí nguyên là cán bộ lãnh đạo chỉ huy sư đoàn 36 đã về dự chúng ta, đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng tất cả. Rất hân hạnh và được đón tiếp đồng chí Nguyễn Minh Ngọc, đại tá chính ủy trường quân sự quân đoàn 1, xin đề nghị chúng ta nhiệt liệt chúc mừng. Tiếp theo chương trình, chúng tôi xin được trân trọng giới thiệu và kính mời các tổ chức đoàn thể, các đồng chí đã về dự với buổi lễ hôm nay có lãng hoa và quà đến dự cùng buổi lễ. Tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Nguyễn Đắc Huấn, Phó Chủ tịch Hội Cựu Chiến binh huyện Chương Mỹ có lãng hoa đến dự cùng buổi lễ. Xin mời đồng chí Nguyễn Tiến Hùng, đồng chí Thức Lê Nhật Hoa, xin kính mời đồng chí Huấn lên tặng hoa.
Thiều Đoàn trưởng, Thiều Đoàn 2, Trung đoàn 174 có lãng hoa tươi thắm lên chúc mừng buổi lễ. Xin kính mời đồng chí Hùng thay mặt ban liên lạc lên đài hoàng. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, kính thưa các bạn đồng ngũ, trong khi thế hào hùng của những ngày tháng 8 lịch sử, toàn đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thi đua lập thành tích chào mừng kỷ niệm cách mạng tháng 8 và quốc khánh 2/9. Hôm nay tại hội trường Ủy ban dân xã Quảng Bình, chúng ta long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 35 ngày nhập ngũ đại hội trưởng đoàn của thời quân ngũ 1689-1982, 1689-2017. Kính thưa các vị đại biểu, thưa các bạn đồng ngũ, tôi bước chân vào lính một buổi sáng mùa thu, mưa rơi tầm tã và những giọt đầy buồn. Cuộc chia tay đầu tiên, tôi là anh lính trẻ xa quê xa tất cả để lên với biên cương. Bao gian lao thử thách, thiếu thốn và khó khăn không làm tôi lãng phí, vẫn lạc quan đôi đời. Bao tình cảm nhớ nhung không làm tôi lao đứng càng thêm chắc tay súng bảo vệ đất biên cương. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các bạn, trong cuộc đời mỗi con người ai cũng có rất nhiều ngày để nhớ, và cho dù mỗi người có hàng trăm ngày để nhớ khác nhau, nhưng tất cả các bạn đồng ngũ chúng ta có mặt hôm nay ở đây đều có chung một ngày để nhớ, đó là ngày 6/9/1982. Ngày ấy, theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, cùng với tuổi trẻ cả nước, với 400 thanh niên trương Mỹ chào tạm biệt quê hương, cầm súng lên đường, cầm súng bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các bạn, sau hơn 2 tháng huấn luyện tân binh ở tiểu đoàn 2, trung đoàn 174, sư đoàn 316 thuộc xã Bảo Nhai, Bắc Hà, Lào Cai, có thể nói đây là khoảng thời gian thử thách ý chí, sức chịu đựng của con người đến cao độ. Những thanh niên tuổi 18 công nguyên, có người vừa mới trở về nhà trường, mọi tán đầu đều xa lạ, bỡ ngỡ, nhưng chỉ trong một thời gian ngắn, các cuộc của tân binh đều phải làm quen với cái đói, cái rét, tóc da thịt, quen với ngày gian nan và nơi giao trường, quen với tiếng còi báo động mỗi đêm vài lần, quen với tiếng chim kêu trong đêm khuya vắng. Kính thưa hội nghị, nhớ lại thời huấn luyện tân binh, tôi xin phép được đọc một đoạn thơ trong bài thơ điểm tựa của bác Lê Đức Thọ, đó của Ủy viên Bộ Chính trị, trưởng ban Tổ chức Trung ương. Sau khi lên biên giới, tận mắt chứng kiến của chúng hàng ngày cán bộ chiến sĩ nơi biên giới, khi trở về Hà Nội, bác Thọ đã viết bài thơ điểm tựa làm cộng đồng người, là cán bộ chiến sĩ đang làm nhiệm vụ nơi biên giới phía Bắc của Tổ quốc. Tôi xin đọc một đoạn:
hàng thực biểu trình độ không đến nay trời rét lắm, cái chắc thiên thủy lại quốc chỉ ra cả núi rừng chìm tắm dưới sương khuya, gió vi vút chiếc qua khe cửa nhỏ chẳng cặp mái thâu đêm chẳng ngủ thương anh nhiều anh chiến sĩ của tôi ơi. Điểm cửa trên cao xuyên giữa đỉnh rồi một mảnh áo công thanh nhau khi đổi gác sụp lạnh vỗ tay không hướng về phía trước tai lắng nghe từng tiếng động trong đêm. Đời chiến sĩ còn nhiều khổ cực, quần áo mỏng manh cơm cũng vẫn chưa lo, đường vẫn vượt gần lắm số nhiều khe, đôi lúc cổng xe thẳng không tới được, gặp giấy qua mì phát canh hoàng hốt và chấn lại trước đỡ lúc đói lòng. Cuộc sống tinh thần lại càng thiếu thốn, cả năm trời như được một tuần phim, báo cảnh báo đoàn cũng khó để xem, tại hội một tờ mấy khi đã tới, những số lời ca còn xa vời vợi, ngày một ngày sẽ chim hót cầu con, cả đơn vị anh không có một cái càng, thắp một lần trước nhà mới tới. Mẹ lại về vì mới xào ruộng quán, thiếu bàn tay lao động để tăng gia. Thư gửi người yêu mỏi mắt đợi chờ, một các cạn lại thiếu tờ giấy viết, mỗi tình thắm không có lúc nghi ngờ phai nhạt. Nhưng thời gian qua tất cả sẽ trôi qua, nét mặt đăm chiêu anh nhìn khoảng trời xa. Đất nước khó khăn quân thù còn đó, mộ liệt sĩ năm nào mới còn xanh ngọn cỏ. Mối thù này đâu dễ quên ngay, phải chiến đấu giữ đất này cho hôm nay và cho cả mai sau. Ôi tâm hồn anh nâng cao tầm thời đại, gian khổ mấy cũng không hề e ngại. Có chịu đựng nào hơn thế nữa không anh, chim đại bàng tung cánh giữa trời xanh. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các bạn, trong hoàn cảnh đất nước khó khăn, Bác Thọ hiểu, tức là Đảng hiểu và nhân dân hiểu. Từ đó chúng ta càng hiểu trách nhiệm vinh dự của người chiến sĩ, từ đó càng vững vàng các tay súng bảo vệ đất biên cương. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các bạn, sau hơn 2 năm công việc gian khổ, ngày những kỷ niệm không bao giờ quên lấy, anh em trung lý được điều động biên chế để các đơn vị trong sư đoàn 316 trên địa bàn hai huyện Bảo Thắng và Bắc Hà. Nhiệm vụ lúc này sau lúc ở huấn luyện có phần nhẹ nhàng hơn, cuộc sống có phần dễ chịu hơn, anh em luôn đoàn kết sẻ chia để hoàn thành nhiệm vụ. Tưởng rằng người chiến sĩ thế rằng lẽ tôi đi theo năm tháng bình yên cho đến ngày hoàn thành nhiệm vụ quân sự, thì ngày 2 tháng 4 năm 1984 tiếng súng của quân xung lượng lại vang lên trên biên giới Hà Giang, đó cũng là tiếng súng lệnh cả nước các tổng cục chiến đấu mới. Những người lính quê hương Trương Mỹ từ các đơn vị trong sư đoàn 316, đa số là được điều động về trung đoàn 174 cùng các đồng đội ở mọi miền quê của tổ quốc, vinh dự được đi làm nhiệm vụ vẻ vang mà tổ quốc và nhân dân giao cho, tiến quân sang Hà Giang để chiến đấu tìm bờ bãi non sông gấm vóc của cha ông. Những người lính quê hương Trương Mỹ trong đội hình trung đoàn 174 đã vượt qua vô vàn khó khăn thử thách, dũng cảm chiến đấu ngoan cường không sợ hy sinh, bảo vệ vững chắc từng đất nước thiêng liêng của tổ quốc, tô thắm thêm nét đời truyền thống anh hùng của trung đoàn 174 sư đoàn 316. Tôi xin được nói thêm, trung đoàn 174 là một trung đoàn chủ lực của quân đội nhân dân Việt Nam được thành lập rất sớm ngày 19 tháng 8 năm 1949. Trong kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ, trung đoàn 174 sư đoàn 316 được đảng nhà nước và quân đội tin tưởng giao nhiệm vụ chiến đấu ở những mặt trận ác liệt, tham gia nhiều trận đánh, nhiều chiến dịch lớn có tính chất quyết định cục diện chiến trường và làm nhiệm vụ quốc tế. Và trong lần làm nhiệm vụ chiến đấu ở Hà Giang lần này, trung đoàn 174 mặc dù cũng chịu một số tổn thất, nhưng trung đoàn đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ chiến đấu. Nhiều tập thể được đảng nhà nước tặng thưởng danh hiệu vinh dự cao quý anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nhiều huân chương khác nhưng chiến tranh cũng qua khỏi được những hy sinh mất mát. Trong số những mất mát của trung đoàn 174 thì huyện Trương Mỹ hiện có 7 anh em là thương binh, 16 anh em anh hùng hy sinh. Và đến hôm nay, hài cốt của 6 anh em được gia đình đồng đội đưa về an nghỉ tại nghĩa trang liệt sĩ quê nhà. Số còn lại hiện nay vẫn nằm ở chỗ đó trên núi Trường Định trên. Chiến tranh đã qua đi, đất nước được hòa bình, chúng ta đang được hưởng cuộc sống hạnh phúc thanh bình. Chính là nhờ máu xương của các anh hùng liệt sĩ đã anh dũng chiến đấu hy sinh vì độc lập tự do của tổ quốc, vì hạnh phúc của nhân dân. Trong đó có những liệt sĩ của trung đoàn 174, sư đoàn 316. Tổ quốc và nhân dân mãi mãi ghi nhớ công ơn của các bạn. Lịch sử quân sự Việt Nam và sổ vàng truyền thống của trung đoàn 174 sư đoàn 316 sẽ mãi mãi phát huy ngày 12 tháng 7 năm 1984, ngày mở đầu chiến dịch MP 84 đầy máu lửa ấy, được xem là một trận đánh đẫm máu và đặc biệt nhất của các quân vị quân đội nhân dân Việt Nam như sư đoàn 356, 313, sư đoàn 314 và sư đoàn 316 vân vân, nhằm giành lại những điểm cao như 1509, 772, 233, 406, 65, 1205. Lúc đó đang bị quân Trung Quốc chiếm giữ trái phép. Thưa quý vị và các bạn, thời gian càng lùi xa thì ký ức về ngày 12 tháng 7 năm 1984 và về những điểm cao về hang rơi đang nàng đỏ vẫn đậm nét trong ký ức của mỗi người lính chúng ta. Hàng năm cứ đến ngày 12 tháng 7, những cựu chiến binh của sư đoàn 313, 314, sư đoàn 356 và sư đoàn 316 vân vân và hàng triệu người dân nước Việt đều muốn được hành hương về nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, đều hướng về nghĩa trang liệt sĩ Vị Xuyên, nơi yên nghỉ của hàng ngàn liệt sĩ, để được tận tay thành kính thắp cho các anh nhắn hương lớn để tri ân các anh hùng liệt sĩ đã quyết tử cho tổ quốc.
Thưa các bạn, sau khi hoàn thành nhiệm vụ chiến đấu ở mặt trận Vị Xuyên, trung đoàn 174 lại trở về Lào Cai làm nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu. Anh em Trương Mỹ lại được điều động với các đơn vị trong sư đoàn 316. Cho đến ngày hoàn thành nhiệm vụ quân sự, một số anh em chuyển sang công tác ở các cơ quan nhà nước, một số phục vụ lâu dài trong quân đội. Đa số xuất ngũ trở về địa phương. Khi các bạn trở về địa phương là lúc đất nước đang ở thời kỳ khó khăn, lạm phát tăng cao, đời sống nhân dân nói chung gặp nhiều khó khăn. Chúng ta ở đây chưa quên 5 tháng khó khăn sau khi ra quân ấy, nhưng chính căng thẳng khó ấy, cuộc sống nhân sinh lại thử thách ý chí quyết tâm của người lính không cam chịu đói nghèo. Các bạn đã nhanh chóng tìm các nguồn việc phù hợp để lao động và sức tăng thu nhập, cải thiện đời sống của bản thân và gia đình. Từ những gần hai bàn tay trắng khi trở về nhờ tầm cụ lao động sáng tạo với một ý chí quyết tâm vươn lên mạnh mẽ, lại được đường lối đổi mới của Đảng tiếp thêm sức mạnh nên đời sống vật chất tinh thần và gia đình anh em ngày ổn định và từng bước nâng cao. Trên lĩnh vực kinh doanh, nhiều anh em tìm đến cho mình một công việc phù hợp ổn định, có thu nhập khá, đảm bảo cuộc sống của bản thân và gia đình khi sản xuất vật liệu, mở cửa hàng kinh doanh các mặt hàng gốm sứ, nhựa, làm nước kính, kinh doanh đường phố, nhận thầu khoán các công trình xây dựng. Có đồng chí xây dựng trang trại chăn nuôi, nhờ có thu nhập từ sản xuất kinh doanh và dịch vụ chăn nuôi, gia đình các bạn đều có mức sống khá trở lên, đặc biệt không có gia đình bạn nào thuộc diện hộ nghèo. Ở lĩnh vực chính trị, có rất nhiều bạn sau khi trở về đã tham gia công tác ở địa phương, đảm nhận nhiều vị trí khác nhau như trưởng phó các ban ngành đoàn thể, đến bí thư chi bộ, đến chủ tịch ủy ban nhân dân, bí thư đảng ủy. Có bạn hiện là lãnh đạo ở hiện nay là trưởng ban, có bạn hiện là sĩ quan cao cấp đang tại ngũ trong quân đội nhân dân Việt Nam. Thưa anh em, được anh em cử vào ban liên lạc, tôi có dịp được đi hầu hết các xã trong huyện, thấy anh em ai cũng có việc làm ổn định, nhà cửa khang trang. Và dù làm ở lĩnh vực nào, hoàn cảnh nào, các bạn cũng giữ được phẩm chất tốt nhất của người lính cụ Hồ, với cảnh cao nhân tình cảm chân thành rộng lớn. Nhưng điều mà tôi nhìn nhận đó là có nghĩa các bạn đều được học hành, được giáo dục đến nơi đến chốn. Nhiều cháu đã trở thành và đang vững vàng với các cơ quan, các công ty, doanh nghiệp trong các đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân. Một số cháu đi xuất khẩu lao động, không ít hiện nay đang theo học phổ thông cao đẳng theo. Và mừng hơn cả là dù ở môi trường nào, các cháu vẫn giữ được truyền thống của gia đình, công cháu là xa và tệ lạc xã hội. Dù đã trưởng thành hay đang theo học, các cháu đều xác định tốt mục tiêu lý tưởng. Tất cả điều đó nói đến một tương lai tốt đẹp đang chờ đón các cháu của chúng ta. Đây chính là niềm vui hạnh phúc nhất mà ai muốn tới. Kính thưa quý vị đại biểu, thưa các bạn đồng hữu, nhân buổi kỷ niệm 300 năm ngày thành phố, tôi cũng xin mạnh dạn có một số thiết bị. Thứ nhất là trong số nhân đồng hữu hiện nay ở đây có người đã từng chiến đấu bị thương ở mặt trận Vị Xuyên, hiện nay mạnh dạn vẫn còn trong ở khoảng trăm người, nhưng đến nay vì lý do giấy tờ không gửi xuống nguyên nhạc nên đến nay chưa được công nhận là thương binh, và có anh em hiện nay chưa được công nhận được hưởng chế độ 162. Qua đây tôi rất mong các cấp lãnh đạo và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, các thủ trưởng sư đoàn 316 quan tâm sớm giải quyết chế độ để anh em không bị thiệt thòi. Hai là hiện nay một số anh em vẫn chưa được kết nạp vào hội cựu chiến binh Việt Nam, tôi đề nghị hội cựu chiến binh các cấp xem xét để các đồng chí sớm được kết nạp vào hội cựu chiến binh Việt Nam. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các bạn đồng hữu, vui mừng về sự tiến bộ trưởng thành hôm nay, chúng ta phải tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến tổ quốc, quân đội nhân dân Việt Nam, đến các thủ trưởng sư đoàn 316, bày tỏ lòng biết ơn đến các bậc sinh thành và gia đình, dù ở trong hoàn cảnh thuận lợi hay khó khăn, vẫn luôn ở bên chúng ta, động viên chúng ta, giúp chúng ta vững vàng tiến bước, phát huy bản chất tốt đẹp anh hùng Bộ Đội Cụ Hồ, hoàn thành xuất sắc mọi công việc trên cương vị công tác của mình, xứng đáng là Bộ Đội Cụ Hồ, là người cựu chiến binh Việt Nam. Phát huy truyền thống tốt đẹp nhà đó, tôi tin rằng các bạn sẽ là một hạt nhân tích cực, đầu tàu gương mẫu, đồng thời vận động gia đình và người dân chấp hành nghiêm chỉnh chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước, quy định của địa phương, tích cực tham gia xây dựng nông thôn mới, xây dựng quê hương Trương Mỹ giàu mạnh, kiên cường cách mạng vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, văn minh. Trong niềm vui kỷ niệm 35 năm ngày thành phố, tôi xin phép dừng lời ở đây, xin kính chúc quý vị đại biểu, các bạn đồng ngũ cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, ngập tràn niềm vui hạnh phúc. Vâng, xin cảm ơn đồng chí Hùng. Tiếp theo chương trình, chúng ta sẽ chuyển sang chương trình thảo luận. Để tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời đồng chí đại tá Lê Quang Ngọc, chính ủy trường quân sự quân đoàn 1, nhập ngũ mùng 6 tháng 9 năm 1982 cùng với các đồng chí hội cựu chiến binh sư đoàn 316 huyện Trương Mỹ lên phát biểu ý kiến. Xin kính mời đồng chí. Kính thưa đồng chí trung tướng,
Nguyễn Hữu Khảm, nguyên phó tổng tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên sư đoàn trưởng sư đoàn 316 của chúng ta. Kính thưa các đồng chí lãnh đạo, đại diện các đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân xã Quảng Bình, kính thưa các đồng chí đại diện cho hội cựu chiến binh của huyện Trương Mỹ, và kính thưa toàn thể quý khách và các đồng đội nhập ngũ ngày 6 tháng 9 năm 1982. Năm nay là năm thứ hai hội cựu chiến binh hội đồng ngũ của nhập ngũ tháng 6 ngày 6 tháng 9 năm 1982 là tổ chức kỷ niệm. Có thể nói rằng là trong số tất cả anh em chúng ta khi đi bộ đội của huyện Trương Mỹ năm 82 là rất đông. Nhập ngũ tháng 9 thì chúng ta như vậy là hơn 300 đồng chí. Đến nay qua chiến đấu hy sinh 16 bị thương 7, và hiện nay là còn lại anh em chúng ta ở đây được các đồng chí trong ban liên lạc, được cấp ủy chính quyền địa phương ủng hộ giúp đỡ, và đặc biệt là đồng chí ở Hùng rất nhiệt tình trách nhiệm, và đến nay đã như vậy là tổ chức họp mặt với một cái lưu lượng rất đông trong toàn huyện để động viên cổ vũ các đồng chí đồng đội phấn đấu thực hiện thắng lợi cái nhiệm vụ của chúng ta, và đặc biệt là xây dựng kinh tế, phát triển gia đình, kinh tế địa phương và giữ gìn sức khỏe, đảm bảo như vậy là thực hiện tốt cái đời sống của địa phương như thế này là rất quý. Cá nhân tôi đồng chí được nhập ngũ cùng với đồng chí đồng đội, quá trình phát triển thì báo cáo với đồng chí là năm nay là bước sang tuổi 5 năm mà theo quy định, và báo cáo với thủ trưởng Thảm là đến như vậy là ngày 6 tháng 7 năm 2020 thì em chính thức là nhận quyết định nghỉ trở hưu, và hiện nay đang chính ủy của trường quân sự quân đoàn 1. Thế là báo cáo là các đồng chí đồng đội như vậy. Nhà thì vẫn ở trên số 3, nhiều đồng chí đồng đội biết được. Có thể nói rằng là ngày hôm nay được gặp mặt ở đây và đặc biệt được đón các thủ trưởng Khám, rồi thủ trưởng Vũ, rồi thủ trưởng Thanh, là những thủ trưởng mà đã có sự rèn luyện giáo dục thông qua tất cả các cấp anh em trong hội đồng ngũ của huyện Trương Mỹ, có được sự trưởng thành và đặc biệt là được là công tác là sư đoàn trung đoàn 174 là một niềm vinh dự đối với lại là tất cả chúng ta. Và hôm nay là được tổ chức ở tại ủy ban nhân dân của xã Quảng Bình, xin thay mặt cho trường quân sơ rồi như vậy là hội đồng ngũ là xin chân thành cảm ơn các đồng chí trong đảng ủy, ủy ban nhân dân, ủy ban các ban ngành đoàn thể của xã Quảng Bình đã ủng hộ giúp đỡ cho hội đồng ngũ của chúng tôi là thực hiện được cái chương trình là toàn khóa của thứ hai trong buổi gặp mặt ngày hôm nay. Và cũng xin trước hết là xin kính chúc thủ trưởng Nguyễn Hữu Khảm, các thủ trưởng là mạnh khỏe, mặc dù đã nghỉ hưu thế nhưng giữ gìn sức khỏe để kỷ niệm 40 năm, 50 năm, 60 năm, 70 năm được về thăm như vậy là hội đồng ngũ của sư đoàn 316 ở tại huyện Trương Mỹ. Đó là một trong cái điểm rất đáng quý. Và xin chúc tất cả các đồng đội mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc, thành đạt trong cuộc sống. Xin chân thành cảm ơn. Vâng, mặc dù công việc ở trường quân sự rất là vất, nhưng đồng chí Ngọc đã mất thời gian cùng với các đồng chí hội cựu chiến binh sư đoàn 316 huyện Trương Mỹ tổ chức kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ về dự, và đồng chí đã phát biểu ý kiến thay mặt ban tổ chức chúng tôi. Xin cảm ơn đồng chí và chúc sức khỏe đồng chí hoàn thành tốt nhiệm vụ và thành đạt trong thời gian. Xin chân thành cảm ơn. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban của chúng tôi xin trân trọng giới thiệu đồng chí Đức, hội cựu chiến binh sư đoàn 316 xã Quảng Bình,
lên tham dự ý kiến, xin kính mời. Kính thưa các vị đại biểu khách quý, thưa các bạn đồng ngũ, rất vinh dự cho anh em đồng ngũ xã Quảng Bị chúng tôi năm nay kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ, mùng 6 tháng 9 năm 1982, mùng 6 tháng 9 2017. Anh em trong hội đã lựa chọn xã Quảng Bị làm đơn vị đăng cai tổ chức sự kiện ý nghĩa này. Thay mặt anh em hội đồng ngũ xã Quảng Bị, trước hết tôi xin cảm ơn hội đồng ngũ đã đặt niềm tin trao cơ hội tổ chức sự kiện này cho Quảng Bị chúng tôi. Xin cảm ơn các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc và các ngành đoàn thể xã Quảng Bị. Đội văn nghệ cựu chiến binh xã Quảng Bị đã quan tâm tạo điều kiện cơ sở vật chất. Xin cảm ơn các quý vị đại biểu và toàn thể bạn, các bạn đồng ngũ đã dành thời gian về Quảng Bị chúng tôi nhân kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ. Có điều gì đó đơn vị đăng cai có thiếu sót, mong các vị quý vị đại biểu và các bạn đồng ngũ thông cảm cho chúng tôi. Cuối cùng xin kính chúc quý vị và đại biểu, các bạn đồng ngũ cùng gia đình luôn dồi dào sức khỏe, gia đình ấm no hạnh phúc. Xin cảm ơn, trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí Đức Tây Nhi. Với chúng ta trong đàn tay ạ. Tiếp theo chương trình, thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời Trung tướng Nguyễn Hữu Khảm, nguyên Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, nguyên Sư đoàn trưởng Sư đoàn 36, Phó Ban Liên lạc Toàn quốc Mặt trận MB84 Vị Xuyên Hà Giang, trưởng Ban Liên lạc Sư đoàn 36 khu vực Hà Nội và qua các thời kỳ lên phát biểu kiến. Xin chào, trân trọng kính mời. Trung đoàn 74
trong hai trung đoàn chủ lực của quân đội ta trực thuộc Bộ Tổng tham mưu từ năm 1949 đã trực thuộc Bộ Tổng tham mưu, là hai trung đoàn 209 của sư đoàn 32, sau này là sư đoàn 32, trung đoàn 174 sau này thành lập sư đoàn 551, như vậy sư đoàn 36 là hai sư đoàn chủ lực mạnh nhất của quân đội nhân dân Việt Nam lúc đó, đảm nhiệm những nhiệm vụ quan trọng nhất và thực hiện những cách đánh mới và hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ trong thời kỳ chống Pháp, đặc biệt là được nhận nhiệm vụ rất vinh quang để lại cái hình ảnh vô cùng đẹp đẽ và oanh liệt, đó là trận đánh kết thúc của kháng chiến chống Mỹ ở đồi A1 trong chiến dịch Điện Biên Phủ. Đồng chí phải thấy là mình rất tự hào được đứng trong đội ngũ, ngay từ khi nhập ngũ có đi cầm súng đã được đứng trong đội ngũ của một trung đoàn hay một. Và để phát huy truyền thống đó thì qua báo cáo của đồng chí Hùng, tôi đã càng phấn khởi hơn là các đồng chí khi về tại ngũ về quê hương thì đã phát huy truyền thống của trung đoàn của quân đội ta, phấn đấu tiếp tục rèn luyện, trước hết là xây dựng kinh tế, bảo đảm ổn định đời sống gia đình, rồi phát triển kinh tế ở địa phương, tham gia vào cộng đồng của xã hội, và nhiều đồng chí hiện nay đã trở thành. Những đồng chí còn lại thì hiện nay đã trở thành các cán bộ cao cấp của quân đội ta, đại tá chính ủy trở quân sự của quân đội một. Tôi nói với đồng chí, tôi là sư đoàn trưởng đấy, sư phó tham mưu trưởng còn đang là trung tá, sư đoàn trưởng là thượng tá, đại tá là to lắm rồi, có phải không? Thế thì chúng ta thấy cái đó là rất là đáng tự hào. Tôi rất hoan nghênh ban liên lạc cựu chiến binh trung đoàn 54 Trung Mỹ và ban liên lạc truyền thống hội đồng ngũ năm 1982, các đồng chí đã có hoạt động chỉ trong 2 năm thôi, hơn 300 năm, và hôm nay gần 300 ngày được đông đủ, tôi đánh giá rất cao và hoan nghênh các đồng chí. Đúng là với tình cảm và lòng nhiệt huyết, với trách nhiệm, các đồng chí đã về với nhau, đương nhiên đó là sự cố tu của những người, đặc biệt là những người lính đã từng tham gia trận đánh ác liệt ngày 12 tháng 7 năm 1984 qua trong chiến dịch Điện Biên. Tôi đề nghị chúng ta cho một tràng vỗ tay hoan nghênh. Thưa tất cả các đồng chí, trong tất cả các cuộc chiến tranh có một cuộc chiến tranh mà chúng ta ít được nói đến, nhưng nó không ngắn ngủi một chút nào hết. Nhiều người chưa hiểu hết tính chất ác liệt và sự hy sinh lớn bao nhiêu các cán bộ chiến sĩ của chúng ta ở trên dưới mặt trận phương Bắc. Nhiều người hiểu nhầm sau năm 1975 là đất nước chúng ta đã được thanh bình, và thậm chí có một số nhà lãnh đạo tầm cỡ cũng hiểu rằng sau năm 1975 là quân đội chúng ta là nghỉ ngơi, là huấn luyện bình thường. Không phải. Hôm nay các đồng chí có mặt đây, tôi nói với các đồng chí, sau năm 1975, chúng ta hoàn thành cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước. Đất nước chúng ta thống nhất Nam Bắc Trung Hòa Hoàng Nhà. Dân tộc chúng ta ngay sau đó, năm 1976,
đã phải gồng lên và chịu sự hy sinh rất lớn của cuộc chiến tranh biên giới Thanh Hóa. Cuộc biên tranh cực kỳ ác liệt và sự hy sinh không hề nhỏ chút nào, và nó kéo dài 10 năm. Cho đến năm 12 năm và cho đến năm 1989 mới kết thúc cuộc chiến tranh. Chúng ta mới rút khỏi Campuchia. Sự hy sinh lớn. Cuộc chiến tranh thứ hai là tháng 2 năm 1979, mà nhiều người cứ gọi là cuộc chiến tranh biên giới là cực kỳ sai lầm, cực kỳ sai lầm. Đó là một cuộc chiến tranh rất quy mô lớn, cực kỳ quy mô lớn của Trung Quốc, với trên 60 vạn quân và huy động tới 13 quân đoàn, 27 sư đoàn và vét đến thằng lính cuối cùng đánh nước ta trên toàn tuyến biên giới, phá hủy 5 thị xã bây giờ chúng ta gọi là thành phố, đó là Lao Cai, Cam Đường, Lạng Sơn, Cao Bằng và Móng Cái, đánh vào chiều sâu của đất nước chúng ta theo chiều sâu của bộ binh là 45 km và chiều sâu quả lực gần 60 km. Thế thì không gọi là một cuộc chiến tranh nào là chiến tranh biên giới, vì trước đó, trước 17 tháng 2 năm 1979, đó là biên giới hòa bình, hữu nghị, và Trung Quốc đã tuyên bố trước thế giới là sông liền sông, núi liền núi là hậu phương lớn của Việt Nam. Chúng ta không chiến tranh biên giới, đột nhiên kéo 60 vạn quân, 400 pháo hạng nặng, hơn 300 xe tăng tiến công với chiều sâu như thế, và không còn một cái cột điện và một cái cầu cống nào trên trục đường đi Trung Quốc. Đặc biệt thị xã Lạng Sơn, thị xã Lào Cai và Tam Đường gần như bị san thẳng. Cho đến khi chúng ta thực hiện ra phá mìn ở hai thị xã để khôi phục kinh tế, thì cái cây đã cao lên 2 mét và nó đốt cái quả mìn lên. Hơn 300 chiến sĩ, cán bộ chiến sĩ của sư đoàn chúng ta hy sinh nằm trên nghĩa trang Sapa. Đồng chí nào có gì đi qua và thăm viếng. Đó là cuộc chiến tranh thứ hai. Cuộc chiến tranh thứ ba có thể tạm gọi là cuộc chiến tranh biên giới. Đó là cuộc chiến tranh bắt đầu từ ngày 19 tháng 3 năm 1979. Bắt đầu Trung Quốc quay trở lại đất chiến biên giới và chỉ được kết thúc. Và tôi là người dẫn sư đoàn chúng ta cuối cùng trở về kết thúc cuộc chiến tranh đó trong 10 năm, từ tháng 5 năm 1979. Và này nãy anh gì giới thiệu tôi là MB nó chỉ là một chiếc xe, nó có không gian và thời gian rất ngắn, còn mặt chất là nó kéo dài 11 năm. Các đồng chí nhớ ở bên xuyên. Và nhiều người các đồng chí lên đánh chỉ một chất đấy trong chiến dịch cái cao như vậy, còn chúng tôi thì mãi sau này tôi mới nói với các đồng chí để hôm nay chúng ta ở đây cùng nắm được. Mặt trận Vị Xuyên, chúng tôi gọi là mặt trận Vị Xuyên, và nếu mà giới thiệu đúng chức danh tôi là phó chủ tịch ban liên lạc toàn quốc mặt trận Vị Xuyên, không phải là MB. MB có các anh hơn một tuần chiến dịch nào trong mười mấy năm. Riêng cuộc chiến tranh biên giới này, đó là một cuộc chiến tranh ác liệt cực kỳ ác liệt, kể cả về quy mô, thời gian, sự tập trung lực lượng và tính chất quyết liệt của nó cũng không kém gì Quảng Trị, và thậm chí hơn. Chúng ta đã phải sử dụng 9 sư đoàn chủ lực mạnh nhất, 3 quân đoàn và tham gia mặt trận Vị Xuyên. 9 sư đoàn chủ lực mạnh nhất của toàn quân thường xuyên có mặt 3 sư đoàn, đó là sư đoàn 33, 356 và 34. Trên tướng mặt trận ba quân đoàn cùng tham gia, 4 quân khu tham gia, thế còn Quảng Trị chỉ có
một sư đoàn và một trung đoàn chủ lực, hai trung đoàn địa phương, và thời gian diễn ra 81 ngày. Nói chứ. Còn đây cái quy mô về lực lượng là thời gian không gian gần như toàn quốc thân này, kéo dài hơn 10 năm. Và ở đấy có những ngày nó đã bắn hàng chục nghìn quả pháo. Có những cái quả đồi hiện nay là tính về độ cao nó thấp như đồi đài, mà nhiều đồng chí biết nó gọi là lò vôi thế kỷ. Và nó thấp xuống là 1.5 mét, gọi là sàn bằng hoàn toàn. Anh em hy sinh thấy rất nhiều. Hơn 4.520 đồng chí đã hy sinh. Hiện nay đưa vào vị nghĩa trang thì chuyên đỡ 1.815 đồng chí. Còn lại anh em mình còn vẫn nằm trên núi đổ biên giới ngay trong lòng của Tổ quốc. Riêng cái trung đoàn 174, số đưa về nghĩa trang rất ít, vì hướng đó là một hướng rất ác liệt. Sau đó anh em mình cứ chạy dọc theo cái bờ sông Lui phía sau, lại không nhớ là bên Bà Hán nó phát hiện ra cứ thế bắn vào dọc sông Lui. Sự hy sinh của anh em mình là rất lớn. Tôi biết nhân chứng Mỹ là 16 đồng chí hy sinh hiện nay, có 6 đưa về cùng với quê hương và về được gần bốn mươi gia đình quê hương, còn lại 10 đồng chí vẫn nằm trên đường. Thế trung đoàn thì như thế, nhưng sư đoàn thì lại rất lớn. Ở đây tôi cũng tiện nói số liệu các trung đoàn. Sự hy sinh ác liệt đấy thì là rất lớn, nhưng mà vì một lý do tế nhị trong quan hệ hiện nay chúng ta ít được tuyên truyền, đó là một thiệt thòi rất lớn. Cho nên việc chúng ta gặp mặt tại đây, chúng ta vinh dự tự hào và chúng ta tìm hiểu là chuyện đương nhiên, đó là tình cảm niềm tự hào của chúng ta. Chỉ có một điều, vì các đồng chí ít được tiếp xúc, cái hiểu biết nó cũng hạn chế trong khuôn khổ toàn quân cũng như mặt trận cũng như cái chiến dịch đó. Cho nên có mặt tại đây, tôi xin phép nhắc các đồng chí mình hiểu như sau. Trước hết, ngay cái bộ phim này cũng không được cho là bộ phim để chúng ta tuyên truyền. Bộ phim không chỉ được chứ. Vì bộ phim này là bộ phim của một số đồng chí anh em 356. Họ tự xây dựng lên, hay đưa về là chưa sát với trung đoàn 174 và 256. Hay là ngôn ngữ, bố cục, kịch bản ấy. Tôi mới xem chưa hết rồi. Nhưng ngôn ngữ này các đồng chí chúng ta về rồi, mà khi nào ấy, nói thì nói, tôi với anh nói với nhau cũng có thể nói tiếng Long được. Nhưng mà đã đưa ra, nó phải công khai, có các đồng chí lãnh đạo đến giờ là không khác, không khác đồng chí chuyện. Không được nói là đồi thịt băm, đó là một danh từ tiếng Long của người lính. Chứ cuộc chiến tranh nào cũng phải hy sinh, nhưng sự hy sinh đó các đồng chí chúng ta đã hy sinh và đổ xương máu trên ấy không được dùng một danh từ nó xấu xí và nó không đẹp như thế để ví sự hy sinh của anh em. Có đúng không anh? À, đấy là ngôn ngữ tiếng đấy. Tiếng lớn của mấy ông 356 ấy, ông ấy tự làm đấy. Có đúng không? Thế là ngay cái đồi đài, đồi đài cuối, đường cuối mà các anh đánh ra đồi cũng tên đồi chuối đấy. Thì cái chỗ ấy là pháo bắn nhiều, nó san xuống, anh em gọi là lò vôi thế kỷ. Đấy là cách gọi của những người lính. Nhưng về ngôn ngữ là chúng ta phải dùng đúng ngôn ngữ chính. Vì chúng ta đã bị đánh cắp và tự mình làm mất cái niềm vinh dự và vinh quang của mình mà không biết. Vì anh em tự xây dựng cái bộ phim để đến ý thức chính trị, cái niềm tự hào thì có, nhưng mà mất cảnh giác. Cho nên là khi đưa ra, hay là không nên công bố những cái chi tiết mà cuộc chiến tranh nào cũng xảy ra và cũng phải có, không một cuộc chiến tranh nào cũng như thì chúng ta cũng hạn chế những cái điều tuyên truyền đó. Có bạn là để nó mới đúng được, nó
mới vinh dự, nó mới tự hào, nó đúng là người lính của chúng ta. Thì cái cách ấy là chúng ta nên. Tôi xin phép được nói vì rất ít thời gian mà có điều kiện để tiếp xúc với các đồng chí. Cho nên bây giờ thôi, chiến tranh đã lùi ra xa. Tôi nói về cái hiện tại trước hết là tôi là trưởng ban liên lạc sư đoàn truyền thống sư đoàn 36 tại thủ đô Hà Nội. Thế mình trước hết mới nói là tại sao được gọi là ban liên lạc truyền thống sư đoàn 36? Vì ban liên lạc truyền thống 36 thì kể cả anh đương chức có phải không ạ? Kể cả cái anh mà đã nghỉ hưu, kể cả những đồng chí mà chưa qua chiến đấu vì thế hệ sau này thì đều có thể gia nhập hội được, miễn anh ấy là 36. Nhưng mà nhiều anh vì quá công thần cho nên lúc nào cũng ngũ ngực ta đây là ban liên lạc cứu chiến binh, thì chỉ có mấy ông già với nhau đến gặp nhau xong rồi tiếp nhau về với tiên tổ là hết. Không nghĩ rằng hậu sinh là khả quý, hiếu đức hắn như tôi. Tiếng Hán nô tôi khó hiểu một tí, tôi tạm giải thích cho đồng chí là nhà có phúc ấy. Thì nhìn cái đứa trẻ trong nhà, tức là đừng coi thường thế hệ trẻ. Còn hậu sinh khả quý là cái thế hệ trẻ mới đáng này và đáng tôn trọng. Đây, chính quý vị. Đúng không? Thế nhưng mà nếu chúng ta lúc nào cũng ngỗ ngược ta đây mà quên mất cái thế hệ trẻ và những người kết nối thì chính chúng ta đã cắt đầu rồi đấy. Đúng không? Cho nên làm gì thì làm. Đây là một hội truyền thống của ngày nhập ngũ đăng ký. Nhưng mà phải có một cái hội truyền thống sư đoàn 36 của huyện Trung tiên cố gắng là thành lập. Và hội truyền thống sư đoàn 36 trung đoàn 174 của Trung Mỹ. Nếu công chí thành lập được thì hôm thành lập tôi sẽ trực tiếp xuống cùng các đồng chí, động viên các đồng chí và chính các đồng chí theo đúng cái quy ước của ban liên lạc 36 là trực thuộc ban liên lạc sư đoàn 36 của Hà Nội luôn. Thế các đồng chí ta chú ý như thế nào? Thành lập được cái ban này thì việc của chúng ta chỉ là một phần thôi, phải ôn lại, phải giữ gìn cái truyền thống của chúng ta và phải luôn luôn tự hào chúng ta là những người lính đã được tham gia chiến dịch MB, là người lính của trung đoàn 174 và sư đoàn 36 anh hùng, người lính của quân đội nhân dân Việt Nam. Nhưng cái việc còn lại của các đồng chí là phải giúp đỡ nhau mà xây dựng cuộc sống, phấn đấu tiến bộ. Cái niềm tự hào của người lính là đánh giặc, nhưng về quê hương và các mặt trận khác lúc nào cũng phát huy được truyền thống và trưởng thành. Và hôm nay tôi cũng nói thật với các đồng chí để chúng các đồng đội của chúng ta nghèo đói mà thậm chí mà lại còn hèn kém thì đó là tội của chúng ta. Mà chúng ta chưa xứng đáng với cái hội đồng ngũ này đâu. Phải giúp đỡ nhau, phải gần gũi nhau. Thế rồi các đồng chí chúng ta phải gương mẫu và thực hiện đường lối chính sách của Đảng và Nhà nước, trước hết là các quy định ở địa phương, tôn trọng địa phương để mà xây dựng địa phương của mình vững mạnh, giàu đẹp. Thì cái đó là cái dứt khoát phải chỉ cho ra làm cho tốt. Thì tôi suy nghĩ là như vậy. Hôm nay tôi mạnh dạn nói thế bởi vì tôi ấy, là từ binh nhì đến sư đoàn trưởng sư đoàn 36 là trưởng thành đến ở sư đoàn ta, không có ngày nào đi được người khác. Lúc các đồng chí nhập ngũ của tôi đã là thủ trưởng của các đồng chí rồi, cho nên người lính chúng ta lúc nào và có lúc cũng phải nhân danh nguyên là thủ trưởng của các đồng chí để tôi mạnh dạn nói với các đồng chí cái điều đó để các đồng chí chúng ta. Và tuổi tác thì bây giờ trông trẻ trẻ thế này nhưng mà 71 tuổi rồi đó, không biết tuổi đâu. Để không biết tuổi đâu. Báo ạ.
Thế còn cái nãy tôi thấy hơi giật mình một chút, nhưng mà có một chị phó chủ tịch hội cựu chiến binh của huyện ở đây. À, tôi nói với các đồng chí là về hưu 35 năm nay rồi, 20 năm nay rồi, chưa vào sinh hoạt cựu chiến binh, đó là một khuyết điểm. Một khuyết điểm, và cũng không nên thắc mắc. Và tôi đề nghị đồng chí trưởng ban liên lạc cũng không nên đưa mà đề nghị, mà đấy là nhắc nhở anh em ta. Bởi hồi cựu chiến binh, một là người ta sẽ vận động, nhưng mà một trong những nguyên tắc thì tôi cũng tướng về hưu đây vẫn phải làm đơn. Thì cũng làm đơn mà xin hứa gửi ra, xin hứa cựu chiến binh của phường, không phải không? Nên nộp đơn báo cáo anh, hai quyết định các cơ hồ sơ. Người quân nhân phải thế, nó mới cho cái nạp, nó làm lẽ cái nạp. Ông Trung Quý là khi mình đi bộ đội, ông chưa đẻ, ông lên, ông gắn huy hiệu cho mình. Nè, nếu như thế chứ. Nên anh về cái vũ lực ra đây, anh không làm đơn xin gia nhập ai cho kết nạp anh. Bởi vì anh phải làm đơn anh kết nạp. Anh phải hứa cho cái khai của anh là đúng. Trong đơn là thế, có đúng không? Anh phải hứa chấp hành điều lệnh của hội và thực hiện các nhiệm vụ của hội. Hoàn thành các nhiệm vụ của hội, anh mới được kết nạp vào kinh chiến binh. Thế nên anh Đào chưa vào là đó là gì? Đừng tưởng vũ lực ra đây. Con thần mà người bảo người ta mời đâu. Đó đúng không? Rồi tôi nói như thế để các đồng chí chúng ta phải tự nguyện. Cái thứ hai tôi cũng đề nghị với đồng chí hội cựu chiến binh của xã và của huyện làm cái gì phải có công tác vận động, không vận động không được, ngồi chờ không được. Đảng ta có 5.000 đảng viên và bây giờ hơn 2 triệu đảng viên thì chúng ta cũng phải vận động. Thế thì tôi nói là cái đó là phải vận động. Thế nên cái này chúng ta cố gắng làm nào thực hiện nó tốt này, chứ không ấy mà chúng ta lại ngồi chờ là không phải vào chiến binh được, mà coi như không vào là không biết được. Nó chỉ có hai điều kiện là anh không thích vào và cái thứ hai là anh không đủ tiêu chuẩn vào, thì hai cái đó. Nhưng mà đủ tiêu chuẩn thì chúng ta phải vào và cũng vào. Nhưng mà cái mà tôi tại đây mong mỏi nhất với đồng chí của tôi thế. Cái hội đồng ngũ năm 82 của đồng chí ngày 6 tháng 9 năm 82 của huyện đây là tôi hoan nghênh lắm, rồi 2 năm hoạt động tôi, nhưng mà nên có một đầu tư à hội truyền thống của trung đoàn, của sư đoàn của huyện các bạn thì sẽ mở rộng hơn. Tôi đi nói với các anh là mọi hoạt động hiện nay có những đồng chí hiện nay lấy sư đoàn ta vẫn đương chức đấy, là bí thư trung ương đảng, đồng chí lương cờ bí thư trung ương đảng, người sư đoàn 36, chính ủy trung đoàn 174 đấy, có phải không ạ? Thế rồi có những đồng chí hiện nay có phải không ạ? Đây tổng cục trưởng tổng cục hải quan, đồng chí cần đấy, đồng chí đoàn 36. Rất nhiều đồng chí trẻ hiện nay đã từng là tổng giám đốc, có những đồng chí phó tổng giám đốc hay là phó tổng giám đốc phụ trách công tác tổ chức toàn tập đoàn đồng chí Việt Nam cũng là lĩnh của sư đoàn ta. Thế thì khi ta mở rộng ra thì có cái thế hệ trẻ ấy, thì anh em nó mới hỗ trợ như giúp đỡ mình. Như hôm nay đáng nhẽ là giới thiệu là đồng chí Nguyễn Văn A, có hòa mà lên tài trợ bao nhiêu, đồng chí Nguyễn Văn B, tổng giám đốc công ty này, công ty nọ, lên tài trợ bao nhiêu. Lúc đó nó mới xương, mà quý vốn chúng ta đầy đủ để hoạt động, thì mới có quý vốn ủng hộ những gia đình nghèo, những đồng chí gặp khó khăn, thì chúng ta cố gắng. Và tôi cũng nói với các đồng chí, đất nước chúng ta trong thời đại hiện nay, rõ dĩ nhiên, là dưới sự lãnh đạo của đảng, không nói về quân đội và công an, nhưng tôi nói sự hùng cường của đất nước hiện nay chính là sự hùng cường của các tập đoàn kinh tế này. Đúng không? Đất nước giàu đẹp là như thế đấy. Đất nước không khởi nghiệp, không có nhiều doanh nghiệp mạnh thì đất nước đó là đất nước nghèo. Hội nào thì hội đứng sau lưng chúng ta vẫn phải có các doanh nghiệp và các nhà kinh tế.
và động viên anh em ta làm kinh tế khởi nghiệp. Như vậy hôm nay tôi nói là hơi dài, học Phật ý các đồng chí cũng mong cho công tác. Một lần nữa xin chúc các vị đại biểu toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và rất cảm ơn các đồng chí đã mời chúng tôi đến và dành cho chúng tôi thời gian để được nói chuyện với các đồng chí. Xin hết. Cảm ơn. Vâng, bằng tình cảm và trách nhiệm, qua những phát biểu của đồng chí trung tướng đã chỉ ra những cái còn tồn tại mà ban liên lạc chúng tôi tổ chức cái lễ kỷ niệm hôm nay, thay mặt ban chúng tôi nghiêm túc tiếp thu và qua ý kiến gợi ý của đồng chí cố gắng làm thế nào cho ban liên lạc hội đồng ngũ tháng 9 năm 1982 sư đoàn 316 khu vực Trường Chương Mỹ thành lập cái hội sư đoàn lính của sư đoàn 316. Qua gợi ý của đồng chí, chúng tôi sẽ nghiêm túc tiếp thu và chúng tôi đã tiến hành họp ban liên lạc và cũng rất mong đồng chí là trưởng ban liên lạc sư đoàn 316 tạo điều kiện để viện chứng chúng tôi sớm ra mắt cái hội lính 316 và truyền thống của sư đoàn 316. Cuối cùng, thay mặt ban của chúng tôi xin kính chúc sức khỏe đồng chí và gia đình đồng chí mạnh khỏe, hạnh phúc. Xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình, rất vinh dự trong buổi lễ hôm nay chúng ta được đón tiếp các đồng chí hội đồng ngũ tháng 9 năm 1982 quận Hà Đông về dự và có báo có hoa tươi thắm lên tặng lễ. Xin kính mời các đồng chí đại diện cho hội đồng ngũ quận Hà Đông lên tặng hoa. Xin kính mời đồng chí Hùng lên tặng hoa. Xin mời đồng chí. Để thay đổi được không khí, tôi xin trân trọng kính mời ca sĩ Nguyễn Văn Anh, nguyên là ở thành viên đội văn nghệ quần chúng của sư đoàn 316, đề nghị các đồng chí lên gửi tặng buổi lễ hôm nay một chương trình văn nghệ. Xin kính đồng chí. Thank you.
theo chương trình, tôi xin trân trọng và giới thiệu đồng chí Nguyễn Đắc Huấn, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh huyện Trương Mỹ lên phát biểu ý kiến. Xin kính mời đồng chí. Thực ra nói là cũng còn khó khăn về mặt hồ sơ
thủ tục giấy tờ, cho nên việc xem xét kết nạp vào cựu chiến binh phải xuất phát từ hộ chi hộ, và đặc biệt nữa là cái việc là các đồng chí là đối tượng bị xem xét lại cái tiêu chuẩn của mình và có được hội viên ở chi hội đó tín nhận để nhất trí kết nạp vào cựu chiến binh không, đó là điều quan trọng. Và chính vì thế cho nên là chúng tôi mong muốn các đồng chí của hội đồng ngũ tháng 9 năm 1982 chúng ta tiếp tục nghiên cứu, theo dõi, tìm hiểu và các đồng chí tích cực tham gia vào các hoạt động của Hội Cựu chiến binh. Còn một phần nữa là các đồng chí vừa lấy có ý kiến về chế độ với một số đồng chí, kể cả chế độ theo quyết định 62 và giải quyết chế độ chính sách người có công, thì thưa các đồng chí là phải theo quy định của pháp luật. Đối với tổ chức Hội Cựu chiến binh thì không tham gia giải quyết, không trực tiếp tham gia giải quyết chế độ này, nhưng trực tiếp phối hợp với các cơ quan đoàn thể và các chức cơ quan chức năng tham gia giải quyết quyền lợi chính đáng hợp pháp cho các đồng chí. Cho nên nếu có vấn đề gì khó khăn, trước tiên các đồng chí làm việc liên hệ với các đồng chí cán bộ Hội Cựu chiến binh cấp cơ sở, sau đó thì tham gia hoặc là trực tiếp trao đổi với chúng tôi sẽ có trách nhiệm cùng với các đồng chí tham gia vào cái việc quy trình giải quyết chế độ cho các đồng chí. Thưa các đồng chí, nhân cái dịp về gặp buổi gặp mặt kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ của các đồng chí, thay mặt thường trực của đội, một lần nữa xin được gửi lời chúc sức khỏe, hạnh phúc đến toàn thể đồng chí và chúc hội nghị chúng ta thành công tốt đẹp. Xin chân trọng cảm ơn. Vâng, cũng xin cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí phó chủ tịch hội nghị cựu chiến binh của thành ủy. Qua ý kiến phát biểu của đồng chí, ban liên lạc chúng tôi sẽ nghiêm túc tiếp thu và làm các cái phần việc như đồng chí đã gợi ý, và mong hàng chí cố gắng tạo mọi điều kiện theo dõi và giúp đỡ cho ban liên lạc cũng như các đồng chí. Thank you.
và đến nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ tổ quốc ở các giai đoạn. Trong những thời gian đó, với truyền thống của dân tộc, nghĩa vụ trách nhiệm vẻ vang của đối tuổi trẻ, lớp lớp thanh niên ở các làng quê đã nối tiếp nhau lên đường làm nhiệm vụ đánh giặc và xây dựng bảo vệ tổ quốc, góp phần làm nên truyền thống vẻ vang rất đối tự hào của cả dân tộc, của quân đội nhân dân Việt Nam. Đó là những tấm gương không nhỏ của bao lớp cán bộ chiến sĩ đã từng tham gia phục vụ trong quân đội nhân dân Việt Nam và ở sư đoàn 36. Các đồng chí lãnh đạo thống nhất tổ chức hình thành các đầu mối liên lạc để tổ chức gặp mặt thân mật kỷ niệm ngày nhập ngũ, đồng thời hoạt động công tác tình nghĩa như thế này để động viên nhau, khích lệ nhau sống chung vui khỏe có ích và đều có một tâm niệm trọng nghĩa tình đồng chí đồng đội và phát huy tốt bản chất truyền thống của đội ngũ. Đó là những suy nghĩ, nhận thức và những ý tưởng rất tốt đẹp, đầy tính nhân văn. Và theo suy nghĩ của tôi, vấn đề này chỉ có ở những người phụ nữ của. Kính thưa các đồng chí, cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới phía Bắc xảy ra cách đây 38 năm 1979 và chấm dứt sau hơn 10 năm 1989. Nhưng bao kỷ niệm ở tình đồng chí, đồng đội, các đồng chí ở thời quang đoàn trong các năm tháng ở sư đoàn 36 làm nhiệm vụ chiến đấu, xây dựng và bảo vệ biên giới phía Bắc thì còn đọng mãi trong ký ức của mỗi đồng chí nói riêng và mọi người dân Việt Nam nói chung. Bởi lẽ sự khó khăn gian khổ, hiểm nguy ác liệt của những năm tháng đó, có lúc chúng ta tưởng như không thể vượt qua nổi. Nhưng thế nhưng chính nhờ tình đồng chí đồng đội gắn bó máu thịt với nhau là động lực, là điểm tựa để tiếp thêm nghị lực, tạo nên nguồn năng lượng vô tận, thần kỳ, sức mạnh và niềm tin để cho người lính và các đồng chí vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, ác liệt, hoàn thành nhiệm vụ và thành công. Thông qua buổi gặp mặt thân mật kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ của các đồng chí đã từng chiến đấu, phục vụ chiến đấu, công tác ở sư đoàn 36 nay tổ chức tại địa phương, lãnh đạo điều dưỡng xã Quảng Bị và hội cựu chiến binh xã Quảng Bị, chúng tôi cũng rất nên là trân trọng chào mừng, chia sẻ về tình cảm tốt đẹp đó của các đồng chí và mong rằng các đồng chí tiếp tục phát huy và duy trì thường xuyên. Một lần nữa, đại diện địa phương và thay mặt cho hội cựu chiến binh xã Quảng Bị xin kính chúc sức khỏe đồng chí Lê Đức Hải, đồng chí Đào Văn Tu, đồng chí Lê Văn Ngọc và một số đồng chí cán bộ ở công tác ở sư đoàn 36, đồng chí Nguyễn Đức Huân cùng toàn thể các đồng chí lãnh đạo địa phương, các vị đại biểu cùng toàn thể các đồng chí cựu chiến binh trong hội đồng sư đoàn 36 Việt Trung Mỹ và các vị thân nhân luôn luôn mạnh khỏe, hạnh phúc và gặp nhiều may mắn trong cuộc sống. Xin trân trọng cảm ơn. Vâng, xin cảm ơn ý kiến phát biểu của đồng chí chủ tịch hội cựu chiến binh xã Quảng Bị thay mặt cho chính quyền địa phương. Được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo đảng ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc, đặc biệt là hội cựu chiến binh xã Quảng Bị đã tạo điều kiện để cho ban lãnh đạo chúng tôi tổ chức thành công lễ kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ mùng 6 tháng 9 năm 1982, mùng 6 tháng 9 năm 2017, khu vực huyện Trương Mỹ là có sự đóng góp rất to lớn của đồng chí. Một lần nữa thay mặt ban tổ chức chúng tôi xin trân trọng cảm ơn và chúc sức khỏe đồng chí. Xin cảm ơn. Tiếp theo chương trình nhân kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ rất vinh dự cho chúng ta được đón đồng chí Trung tướng Nguyễn Hữu Khả, trưởng ban liên lạc sư đoàn 36 có quà 5 triệu đồng lên tặng cho ban liên lạc để tổ chức những cái kỳ gặp mặt tiếp theo và đặc biệt là để sớm ra mắt được cái hội lính sư đoàn, lính truyền thống sư đoàn 36. Đề nghị trân trọng ý
kính mời đồng chí Trung tướng Nguyễn Hữu Thản lên đăng và xin kính mời đồng chí Hùng lên nhận quà của đồng chí Trung tướng. Vâng, và chúng ta rất vinh dự được nhận phần quà của ban liên lạc Trung đoàn 174, có quà là 1.000.000 đồng tặng cho ban liên lạc, và đồng chí Ngọc có 1.000.000 đồng để tặng cho chúng ta. Đề nghị chúng ta nhiệt liệt chào mừng và chúc mừng đồng chí. Vâng, xin cảm ơn. Để tiếp theo chương trình, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu và kính mời nhân kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ hôm nay để tri ân với các anh hùng liệt sĩ và các đồng chí thương bệnh binh. Hôm nay các đồng chí đại diện cho ban liên lạc sư đoàn 316, trung đoàn 174 và hội cựu chiến binh sư đoàn 316 khu vực Việt Trương Mỹ có quà tặng các thân nhân của gia đình liệt sĩ và một đồng chí thương binh. Đề nghị các thân nhân của các đồng chí liệt sĩ lên mục danh dự để nhận phần quà. Xin kính mời. Xin mời đồng chí Đỗ Thương Minh của xã Hoàng Liên lên tòa đại diện cho các đồng chí thương bệnh binh đề nghị ký lô của thương binh của xã Hoàng Liên tòa. Vâng, thay mặt ban của chúng tôi xin mời đồng chí Đỗ Thương Minh của xã Hoàng Liên có mặt tại buổi lễ hôm nay lên cục kiểm chứng tòa. Không làm được tí nữa. Gì? Vâng. Thưa đồng chí, nhân việc đồng chí tổ chức 35 năm ngày nhập ngũ của Huyện Chương Mỹ, thì ban liên lạc sư đoàn 316 khu vực Hà Nội kính tặng đồng chí 5.000.000 đồng như đồng chí Hùng, như đồng chí ban tổ chức đã công bố, và tặng tất cả các gia đình liệt sĩ, các đồng chí thương binh ở tại khu vực Chương Mỹ. Nhưng hôm nay do điều kiện thời gian, vì thế cho nên là đại diện của đồng chí thương binh nên để nhận quà, sau đó tôi sẽ chuyển toàn bộ là kinh phí cho ban liên lạc để cấp cho đồng chí thương binh. Còn lại kính mời đồng chí nào đại diện thương binh của khu vực Chương Mỹ, của trung đoàn 174 hoặc của sư đoàn, đồng chí đến sân khấu cùng với các gia đình liệt sĩ để chúng ta nhận. Kính mời quý vị cả. Kính mời đồng chí Trung tướng Nguyễn Hữu Thản đến tặng quà. Xin mời đồng chí Hưng Đông lên cùng với thủ trưởng Thản tặng quà nhé. Đồng chí Nguyễn Đắc Huấn, Phó Chủ tịch Hội cựu chiến binh huyện Chương Mỹ. Đồng chí Đào Kim Khánh, Bí thư Đảng ủy xã Quảng Minh lên trao phần quà tri ân cho các gia đình liệt sĩ. Xin kính mời đồng chí. Kính mời đồng chí Nguyễn Tiến Hùng thay mặt ban tổ chức lên cảm ơn và bế mạc buổi lễ. Xin kính đồng chí. Quý thưa toàn thể các bạn, sau một buổi sáng làm việc kỷ niệm buổi lễ kỷ niệm 35 năm ngày nhập ngũ đã hoàn thành tốt đẹp nội dung chương trình đề ra. Hội nghị được nghe báo cáo của ban liên lạc và các ý kiến tham gia của các bạn đồng ngũ. Hội nghị vui mừng được
đón tiếp các vị đại biểu khách quý, đại diện Hội Cựu chiến binh huyện, đại diện lãnh huyện Trương Mỹ, đại diện Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, phòng chống ngành toàn thể xã Quảng Bình. Đặc biệt hội nghị vui mừng được đón tiếp các hội trưởng sư đoàn 316 và các bạn đồng ngũ tháng 982 huyện Trương Mỹ và đại diện các bạn đồng ngũ quận Hà Đông và huyện Mỹ Đức cũng đã bất chút thời gian về dự. Hội nghị chúng ta vui mừng được đón tiếp thân nhân các liệt sĩ là đồng đội của chúng ta đã anh dũng chiến đấu hy sinh trên mặt trận Điện Biên. Các vị đại biểu toàn thể cho chúng ta tình cảm hết sức trân trọng thông qua lời phát biểu cảm tưởng của mình thay mặt hội đồng ngũ tháng 9 năm 1982. Tôi xin cảm ơn các đại biểu đã bất chút thời gian về dự và đã dành cho chúng tôi những bó hoa tươi thắm, những tình cảm thật lòng ấm để động viên chúng tôi tiếp tục phát huy bản chất truyền thống của đội Cụ Hồ mà nỗ lực phấn đấu vươn lên xây dựng quê hương gia đình giàu đẹp. Cảm ơn Hội Cựu chiến binh huyện Trương Mỹ, đài truyền thanh huyện đã cử cán bộ về dự đưa tin và chia vui cùng chúng tôi. Xin cảm ơn sự quan tâm và điều kiện của Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc xã Quảng Bình và các ngành đoàn thể, đặc biệt Hội văn nghệ xã Quảng Bình đã quan tâm giúp đỡ tạo điều kiện thuận lợi để chúng tôi tổ chức thành công buổi gặp mặt đầy ý nghĩa này. Xin cảm ơn các bạn đồng ngũ, đặc biệt là các bạn đồng ngũ xã Quảng Bình với tình cảm và trách nhiệm của mình đã đóng góp ủng hộ vật chất tinh thần và liên lạc thành công của lễ long trọng này. Xin cảm ơn các hùng trưởng sư đoàn 316 đã đồng cam cộng khổ sẻ trên mặt bùi, đã ân cần huấn luyện chỉ bảo động viên chúng tôi vượt qua mọi khó khăn gian khổ vươn lên hoàn thành nhiệm vụ mà tổ quốc và nhân dân giao cho. Trong quá trình tổ chức chắc chắn sẽ có những điều làm quý vị đại biểu và các bạn chưa hài lòng, tôi mong quý vị đại biểu và các bạn thông cảm và chia sẻ cho chúng tôi. Thưa toàn thể anh em, hôm nay gặp lại nhau nơi đây, chúng ta mong muốn tìm lại hình ảnh của mình 35 năm về trước. Trong niềm vui hội ngộ này, tôi mong rằng chúng ta mãi mãi giữ vững tình cảm, mãi mãi giữ gìn những tình cảm anh em đồng đội cao quý trong suốt cuộc đời còn lại. Chúng ta là một tập thể đoàn kết, tiếp tục giúp đỡ nhau trong công việc và trong cuộc sống đời thường, trở thành những tri kỷ của nhau. Đó là điều quý giá mà không dễ gì có được trong đời mỗi con người. Cuối cùng, tôi xin kính chúc quý vị đại biểu, các bạn đồng ngũ cùng toàn thể gia đình luôn dồi dào sức khỏe, hạnh phúc. Tôi tuyên bố bế mạc buổi lễ kỷ niệm 35 năm thành phố. Xin chân thành cảm ơn. Đề nghị các vị đại biểu, các thân nhân của liệt sĩ, các đồng chí ta đứng đây cầm lấy tập cờ. Oh,
năm tháng lòng ta bền tình, gặp lại hôm